Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa tiếp đề số 10 trong sách 35 đề minh họa. Đề số 10 buổi trước cô Trang Anh đã chữa cho bạn được một trang đầu rồi đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề số 10 của sách 35 đề minh họa. Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Ok, chào bạn. Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học nhé. Hôm nay mình sẽ chữa tiếp đề số 10 và sẽ phấn đấu chữa trọn vẹn đề số 10 trong buổi hôm nay ạ. Rồi, ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, buổi đầu tiên đi học sau một thời gian nghỉ Tết kéo dài, các bạn cảm giác như nào ạ? Rồi, chào bạn Khánh Hiền, chào Phương Trinh, chào bạn Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên, chào bạn Nguyễn Văn Oanh, chào Eric Nguyễn ạ. Các bạn thân mến, kiểu mà ấn tượng, kiểu cảm giác mà hôm nay được đi học sau một thời gian dài nghỉ thì các bạn có cảm giác như nào ạ? Cả vui không ạ? Rồi, chào bạn Thanh Huyền ạ. Ok. Rồi, các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề số 10 nhé. Đề số 10 thì buổi trước cô Trang Anh đã chữa được từ câu số 1 đến câu số 9 rồi. Thì hôm nay cô sẽ chữa tiếp từ câu số 10 trở đi. Các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nhá, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa nhỉ? Và cô sẽ chữa đề số 10. Mà đề số 10 thì mình đã chữa được 9 câu rồi. Sẵn sàng chưa ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Ok, kiểm tra giúp cô xem ánh sáng âm thanh ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học nhé. Tim vẫn được nghỉ tiếp à? Bạn Khánh Hiền ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh ạ? Vẫn nhớ đường đi học à? Có một số tỉnh có, như có Hà Nội với Hồ Chí Minh là được nghỉ tiếp thôi đúng không ạ? Rồi, chào bạn Nguyễn Huy Hoàng, chào các bạn. Rửa tay khô trường em. Mùi nắng cô à? Ok, rồi. Chào bạn Demo Demo. Chào Chiến Đức Lê, ok. Ok, hôm nay cô thấy cả cặp cặp gì nhỉ? Cặp đôi Nguyễn Thị Thu Thủy và cặp Đặng Nguyễn Hoàng rồi. Dạ. Ok, em vẫn chưa muốn đi học à? Rồi, Thanh Hóa, bạn Bùi Quốc Việt là Thanh Hóa nhà, Thanh Hóa phải đi học rồi à? Cô có up bài trên YouTube không à? Cô có up bài lên YouTube em ạ, nhưng mà cô đang chưa tìm hiểu được cái cách nào mà cô có thể tải video về mà nó không bị mờ em ạ. Tại vì khi cô tải video về thì nó thay đổi cái chất lượng video của cô, là khi mà cô tải về nó đã mờ rồi. Nên cô up lên YouTube thì bị các bạn chê, nên cô đang nghĩ cái cách làm nào để tải cho nó ổn định đã rồi cô sẽ đăng ạ. Rồi, ok. Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay của chúng ta chưa? Cô bắt đầu chữa nhé. Dạ, cô bắt đầu chữa được chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, chào bạn Tạ Thị Minh Hiền ạ. Chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ chữa tiếp từ cái chữa tiếp đề số 10 này đi. Và cô sẽ chữa từ câu số 10. Buổi trước mình chữa đi câu số 9 rồi đúng không ạ? Nào các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Với câu số 10, các thanh niên của mình chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Nào với câu số 10, các bạn đã chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Với câu em ở Hà Nội nên vẫn được nghỉ à? Rồi, team Hà Nội vẫn được nghỉ đúng không? Rồi. Một lần không, một lần mà không mờ thì 1K liên hệ em nha. Rồi, ok, sẵn sàng chưa? Với câu số 1, à với câu số 10 các bạn sẽ chọn được đáp án câu đấy gì ạ? Câu có cái cấu trúc như sau. Đó là cái cấu trúc sau resist. Chợ, cô sẽ có cấu trúc đó là sau cái anh reason này cộng với verb in. Chợ, nghĩa của anh ấy nghĩa là gì? Không thể nhịn được, không thể chịu được. Nhớ. Thì có dịch là cô ta không thể nhịn được cười, đúng không? Thì chúng ta sẽ có anh tiếp theo cô, đó là cái cấu trúc của từ là cười nhạo, nhợ cười nhạo, chế nhạo ai đó. Vậy gì là cô ta không thể nhịn được cái cười, cô ta không thể nhịn được cười anh ta trong cái bộ dạng quần áo như vậy.
Vậy thì với câu số 10 theo cái công thức như vậy, cô sẽ chọn được câu 10 là ý C. Và câu số 10 sẽ thuộc kiến thức về, đó là kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu. Sẵn sàng chưa? Rồi, xong câu số 10 chuyển cho cô sang câu số 11 của chúng ta. Với câu số 11, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu số 10 chuyển cho cô sang câu số 11 của chúng ta đi ạ. Thì với câu số 11, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Hôm nay rất khủng khiếp luôn cô ơi à. Ok. Các bạn thân mến, các bạn đã học tiếp được không ạ? Cô đang thấy có một số bạn kêu là hôm nay mạng ấy khủng khiếp luôn, là được xem được hay không xem được ạ. Rồi, cô sẽ có nhá. Sau câu số 10 chuyển cô sang câu 1 này. Nếu như câu số 10 thuộc kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu, thì câu số 1, 11 sẽ là câu thuộc kiến thức về giới từ. Thì với kiến thức về giới từ thì các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 11 là ý gì? Được không ạ? Với câu 11 cô sẽ có như sau này. Chúng ta có cái động từ đó là động từ harbor. Dạ, động từ ấy nghĩa là ấp ủ. Dạ, cô sẽ có từ harbor a dream, ấp ủ giấc mơ. Dạ, rồi cô sẽ có harbor a hope, ấp ủ hy vọng. Vậy nó có thể ghép được với rất nhiều từ, đúng không? Vậy thì với dịch là anh ta có một cái sự, đúng không? Cái sự gì? Bố mẹ anh ta vì cái tuổi thô khốn khó của mình. Thì với câu 11 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 11 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhận cô có từ sau từ resent. Chưa, cô có từ đó là từ resent. Chưa, từ resentment nghĩa là gì? Nghĩa là sự căm giận, sự căm ghét. Nó là danh từ. Chưa, nó là danh từ của động từ resent. Vậy thì với cái anh danh từ này sẽ đi với giới từ là gì? Thì cô sẽ có như sau. Anh ấy có một cái sự oán giận sâu sắc, đúng không ạ? Đối với ai ạ? Đối với cha mẹ mình cho cái tuổi thơ khốn khó. Vậy cô sẽ có cả một cái cụm từ như sau, đó cụm từ harbor a deep resentment đi với từ against. Chợ có một cái sự oán giận lên ai? Vậy thì với câu số 11 cô sẽ chọn được câu này là ý D. Xong chưa? Xong câu số 11 chuyển cho cô sang câu số 12 của chúng ta. Với câu số 12 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, cô đang nghe thấy các bạn nói rằng là không xem được. Các bạn khác có xem được không ạ? Ok, chúng ta sẽ có với câu số 12. Câu 12 cô sẽ là câu ở phần từ vựng. Thì cô sẽ có như sau. Ý cô có từ gốc từ với từ break. Chả với từ break nghĩa là gì? Vỡ, đúng không? Bây giờ cô sẽ có từ break it. Chả với từ break it nghĩa là gì? Nghĩa là đồ vật bị vỡ. Nhá. Đây này nghĩa là đồ bị vỡ này. Ok chưa? Ý B của cô với từ fail nghĩa là sự thất bại. Anh này biết quá rõ rồi đúng không ạ? Sự thất bại. Chờ ý C cô với từ impairment. Với từ impairment nghĩa là sự sút kém, sự suy yếu. Chờ sự suy yếu, sự sút kém này. Ý D của cô với từ damage. Với từ damage nghĩa là sự thiệt hại. Nhờ sự thiệt hại nhé. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ có như sau này. Chúng ta sẽ có một cái cụm từ tiếp theo cho câu này, đó từ raise fund, gây quỹ, đúng không? Cả cụm này. Đó là cụm từ raise fund. Chợ raise funds for somebody, something. Gây quỹ cho ai, quyên góp tiền cho ai, cho cái gì? Vậy là chúng tôi đang gây quỹ cho những cái người mà khiếm thị trong thành phố này. Vậy cô đã có từ visual rồi. Thì cô sẽ ghép từ visual, ghép với từ, đó là từ impairment. Nghĩa là khiếm thị cả cụm từ này. Chợ cô sẽ có từ visual. Chợ thừa nhận cho cô cụm từ đó là cụm từ visual ghép với từ impairment. Nghĩa là khiếm thị. Ok chưa? Cả cụm từ như vậy nhé. Thì cô sẽ chọn được câu số 12 là ý C. Sau câu số 12 chuyển cho cô sang câu số 13. Câu 13 của cô là câu về liên từ. Thì cô có từ mover. Nhớ từ này của cô bằng in addition. Chợ bằng in addition nghĩa là ngoài ra. Consequently là do đó, do vậy, đúng không? Tương đương với anh therefore, do đó, do vậy. Chờ, thế còn ý C của cô thì sao? Ý C của cô nó sẽ tương đương với anh however, tuy nhiên.
Dạ, thế còn ý đề cô với từ ý thay vì đó nhớ, ý đề cô nghĩa là thay vì. Vậy sau khi mình xét xong đáp án thì mình sẽ thấy rằng là câu số 13 của cô là câu thuộc kiến thức về liên từ. Thì với câu về liên từ thì cô sẽ có như sau này. Cứ có từ supermarket, cái thị trường, à cái siêu thị mới này, thì much, nó sẽ có cụm này, much cheaper, rẻ hơn nhiều so với cái, đúng không, ở trên đường rồi. Ngoài ra nó còn vận chuyển miễn phí nữa. Thì cô sẽ có cụm từ, tức là cụm từ do delivery. Nhà cô có cụm từ đó, cụm từ do delivery nghĩa là vận chuyển. Vận chuyển free, miễn phí. Vậy cô sẽ có là cái siêu thị mới, đúng không? Rẻ hơn này, lại còn vận chuyển miễn phí nữa. Thì cái chỗ thông tin mà vận chuyển miễn phí kia nó sẽ là thêm vào đó. Vậy với 13 mang nghĩa là thêm vào đó. Ngoài ra thì 13 mình sẽ chọn được câu này là ý A. Ok chưa? Rồi, xong câu số 13, chuyển cô sang câu 14. Với câu số 14, các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Sang câu số 13, chuyển cô sang câu 14 đi ạ. Thì với câu 14, các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Với câu số 14, khi em nhìn thoáng qua bốn câu này, em sẽ thấy rằng là câu này sẽ là câu thuộc kiến thức về các loại mệnh đề trong tiếng Anh đấy ạ. Thì với câu số 14, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 14, các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì này? Khi mà em làm câu 14, em sẽ xác định cho cô là với câu về mệnh đề. Thì cô cho anh đã chữa rất là nhiều câu về mệnh đề rồi. Thì cô sẽ khuyên các bạn cách sử dụng như sau. Là chúng ta sẽ không dạy gì mà chúng ta đi dịch cái đống này cả. Nó rất là phiền, đúng không ạ? Mình có phải tìm ra một cái điểm mấu chốt trong cái câu đấy là gì. Ví dụ nhé, với câu 14 thì cô thấy điểm mấu chốt câu chính là on being told. Chờ chúng ta sẽ có là khi mà được kể, đúng không? Được thông báo về cái việc sa thải. Giờ vậy thì cô sẽ có là khi mà được thông báo về việc sa thải, ở cái vế đầu này người ta dùng dạng on cộng verb in. Vậy điều kiện như nào người ta sẽ dùng on cộng verb in ở vế đầu? Hai vế của câu đồng chủ ngữ. Vậy suy ra là cái chủ ngữ của vế sau với chủ ngữ của vế đầu phải giống nhau. Vậy khi được thông báo về cái việc sa thải, vậy thì cô sẽ có là chắc chắn là sếp của cô ta không hề bị sa thải. Nên là nếu như dùng chủ ý A là sai rồi, đúng chưa? Vậy nếu A sai thì kéo theo D sai. Cô đang dạy toán giống như kiểu là thầy dạy toán của, à cô đang dạy tiếng Anh giống như kiểu thầy dạy toán của em dạy đấy, đúng không ạ? Suy luận kiểu đấy á, đúng không ạ? A sai thì kéo theo D sai, nên mình bỏ A, mình bỏ D nhá. Vì cô sẽ còn B và C này. B của cô chủ ngữ là Mary. Thế còn ý C của cô với từ Mary face, mặt của cô ấy. Vậy thì vấn đề bây giờ mình phải xác định chủ thể của mình là gì, đúng không? Khi mà được thông báo về cái việc sa thải, ai được thông báo? Là cái cô Mary đấy hay là về hay là mặt của cô ta? Vậy đương nhiên là phải là cái cô đấy rồi. Nên là cô sẽ chọn được 14 là ý B. Mình suy kiểu vậy, đúng không ạ? Xong câu số 14, chuyển cho cô sang câu 15 của chúng ta. Với câu 15 sẽ là câu về trạng từ. Có bạn nào đến giờ phút này làm xong cuốn bộ đề này của cô chưa? Có rất là nhiều bạn inbox cho cô nói rằng là cô ấy đến giờ phút này em làm xong bộ đề của cô rồi, bây giờ em học cái gì nữa? Thực sự rất là sốc. Rất là sốc bởi vì là các bạn là học xong hết 35 bộ đề rồi, thực sự rất là sốc luôn. Nhưng bạn nói em học hết rồi, em học hết cuốn béo bự của cô rồi, em học hết bộ đề rồi, em học hết sách 3.000 rồi, bây giờ em phải học cái gì nữa, đúng không? Thực ra là cô còn cảm thấy bối rối, không biết là bảo các bạn nên học cái gì nữa bây giờ. Giờ bạn học quá kinh khủng rồi. Nhá, rồi. Xong câu số 14, chuyển câu sang câu 15 của chúng ta. Với câu số 15, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, với câu số 15, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? À, cho em sợ toán và yếu sinh lý à? Với câu số 15, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 15, cô sẽ có như sau này. Cơ có ý A của cô, thì nói chung là khi em xác định mấy cái trạng từ này, em xác định về nghĩa gốc của nó thôi. Chứ ý A cô sẽ có từ reluctant. Nhờ anh này của cô nghĩa là miễn cưỡng. Chờ anh này là miễn cưỡng nhá. Chờ ý B của cô với từ when. Nhờ anh này nghĩa là sẵn sàng, sẵn lòng, đúng không ạ? Rồi, tiếp này cô sẽ có ý C với từ in, trợ với từ inefficient. Rồi, cô sẽ có inefficient nghĩa là gì? Nghĩa là không hiệu quả. Chờ anh này cô nghĩa là không hiệu quả. Thế còn ý D của cô là sao với từ successfully? Nghĩa là thành công, từ này em quá rõ rồi, đúng không ạ? Vậy thì với câu số 15, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Thì câu 15 dịch là anh ấy làm công việc một cách làm sao? Bởi vì anh ta không thích nhờ. Anh ta không thích thì đương nhiên anh ta làm công việc đó không thể là theo kiểu sẵn lòng được, nên cô bỏ ý B, đúng không ạ?
Nhưng mà anh ta làm công việc đó làm sao? Bởi vì anh ta không thích cái văn hóa của công ty đó. Chờ, vậy thì với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Được không ạ? Rồi chúng ta sẽ có là anh ta làm cái công việc đó một cách làm sao? Bởi vì anh ta không thích cái văn hóa của công ty. Bây giờ cô sẽ có là anh ta làm một cái việc công việc đó theo kiểu như nào? Vậy nếu như anh ta không thích mà anh ta vẫn phải làm thì nó chỉ là theo kiểu miễn cưỡng thôi, đúng không ạ? Nên là cô sẽ chọn được câu số 15 của chúng ta là ý A. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 15, chuyển cho cô sang câu 16. Câu 16 là câu thuộc kiến thức về câu hỏi đuôi. Thì với câu 16, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu 16 là ý gì ạ? Nào, câu 16 của cô thuộc kiến thức về câu hỏi đuôi. Thì với câu 16, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu 16 là ý gì ạ? Với câu số 16, thực ra câu này nó rất là đơn giản thôi. Đúng không ạ? Với câu số 16, bạn sẽ căn cứ cho cô như sau này. Câu 16 em sẽ căn cứ cho câu chủ ngữ của em là it is. Đấy. Thì đương nhiên hỏi đuôi của em sẽ lấy lại phải thành isn't it. Nhưng phải chú ý cho cô thêm một anh nữa. Đó là cái tính từ đằng sau câu đó là từ impossible. Chờ, với từ impossible chúng ta đã tính từ phủ định không thể mà. Đúng không ạ? Theo một cái cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc it is này. Im, cô cho nó vào trong ngoặc nhá. Dạ, cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc it is possible for somebody cộng với to verb. Chờ, có thể không thể cho ai đó để làm gì. Vậy với câu này bạn sẽ căn cứ cho cô bằng it is là một và căn cứ bằng impossible là hai. Vì anh này cô đó là phủ định rồi. Vậy thì phủ định thì vế này cô lại ở. Nếu như vế trước là phủ định thì vế hỏi đuôi của nó phải là khẳng định. Vậy thì câu 16 bạn phải chọn được đáp án của câu này là ý B. Sao chưa, sao chưa? Sau câu 16, vậy thì câu 16 là hỏi đuôi này. Câu 17 cô sẽ là câu thuộc kiến thức về mạo từ. Vậy thì với câu số 17, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, sau câu số 16, chuyện cô sang câu 17 của chúng ta đi ạ. Với câu số 17, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 17, sao nó bị đơ rồi à? Các bạn khác có xem được không ạ? Ok, với câu số 17, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? 16 ok chưa? Rồi. Sau câu số 16, chuyển cho cô sang câu số 17 của chúng ta đi ạ. Nhận với câu số 17. Nhận với câu số 17 thì bạn xem cho cô như sau này. Câu 17 của cô là câu thuộc kiến thức về mạo từ. Với kiến thức về mạo từ cô sẽ có là the government, chính phủ đang cố gắng hết sức. Cô có một cái cụm từ đó là cụm từ try, trợ hoặc là do cũng được, do hoặc là try one best. To do something, cố gắng hết sức để làm gì. Vậy là chính phủ cố gắng hết sức để mà thu hẹp khoảng cách, lại có một cụm từ nữa. Nghe không? Đó là cái cụm từ thu hẹp khoảng cách. Nhớ là khi mà em giải đề á, thì em đừng có chăm chăm là xem đáp án của nó nghĩa là gì. Trong quá trình mình luyện giải đề thì mình học sâu ra như này, tức là mình chia chia nhỏ ra như cô Trang Anh chia sẻ này. Đúng không? Như chia nhỏ ra như này để mình học được nhiều cấu trúc hơn, mình ôn tập được hơn. Vậy chính phủ đã cố gắng hết sức để thu hẹp cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. À, vậy nên bây giờ muốn thể hiện thành người giàu người nghèo thì bạn nhớ cho cô như sau. Trong tiếng Anh người ta có quy tắc là người ta dùng the cộng với tính từ để tạo thành danh từ chỉ người ở dạng số nhiều. Vậy đây em sẽ dùng được là the rich và the poor. Vậy cô chọn được câu này là ý C. 17 dễ rồi đúng không ạ? Sau câu 17 chuyển cho cô sang câu số 18. Câu 18 nhìn thoáng qua bốn này, bốn đáp án này. Bốn đáp án này là bốn màu sắc khác nhau, chắc chắn câu này cô sẽ là câu về thành ngữ rồi. Thì với câu số 18, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu số 18 dịch là chính phủ đã bật đèn xanh, đúng không ạ, cho cái dự án trồng cây đó. Vì vậy chúng ta có thể go ahead, có thể tiến hành và bắt đầu tổ chức mọi thứ. Thì cô sẽ có như sau. Thì câu này mình có thể đoán được, kể cả là mình không có biết cái cụm này mình vẫn thể đoán được mà, đúng không ạ? Là cô sẽ có cụm đó, cụm từ give the green. Thì cô sẽ cụm từ là đó là cụm từ give the green. Like to somebody, đúng không ạ? To do something hoặc to do something. Nghĩa là bật đèn xanh, tức là cho phép ai làm gì, đúng không? Mình hiểu là bật đèn xanh mà. Ví dụ như là tôi cảm thấy hôm nay tôi rất là sướng, đúng không? Hôm nay cảm thấy rất là vui bởi vì cô ấy đã bật đèn xanh cho tôi rồi. Bật đèn xanh là diện, nghĩa là có ý, đúng không? Cho phép mình làm gì. Vậy thì với câu 18, cô sẽ chọn được câu này là ý B. Chờ, xong câu số 18, chuyển cô sang câu 19. Với câu 19 của cô sẽ là phần về câu đồng nghĩa. À, với phần về từ đồng nghĩa này. Thì với câu số 19, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, xong câu 18, chuyển cô sang câu 19 của chúng ta đi ạ.
Với câu 19, các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 19, cô sẽ có như sau này. Câu số 19, cô sẽ có là the, cô sẽ có từ đó từ the amount spent on defense is in the dose, đúng không? Contrast to the spent on housing and health. Thì có dịch là cái số tiền nhận, the amount đây dịch là số tiền này, số tiền mà spent on, đây là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ. Chợ rút gọn mệnh đề, có bạn hỏi cô là làm nào biết là rút gọn thì nhớ cho cô đây là động từ chính của câu này. Trong câu có một động từ chính của câu thôi, động từ còn lại phải chia rút gọn. Về gì cả, cái số tiền mà được chi dùng vào quốc phòng đấy thì đã làm sao ạ? À, đã trái ngược một cách hoàn toàn. Vậy thì danh từ chính của câu này chính là từ contrast. Chờ với từ contrast. Chờ với cái cụm từ đó là cụm từ in contrast. Chờ tù trái ngược hoàn toàn với cái that là cái số tiền này. Cái số tiền mà được dành vào, đúng không ạ? Cái vấn đề về nhà ở và sức khỏe. Vậy từ đó cô sẽ suy ra cái từ sharp, nghĩa là rõ ràng, hoàn toàn, sắc nét. Vậy nó sẽ bằng nghĩa với từ gì? Bốn từ này đều từ khó, đúng không ạ? Yeah, cô với từ blare, nghĩa là tiếng om sòm. Chưa, ý là cô là om sòm, vậy thì cô sẽ không chọn. Chưa, ý về cô với từ flask, nghĩa là bình hoặc lọ. Nhựa, bình hoặc lọ, cũng không chọn. Chưa, ý C, cô với từ stuck, nghĩa là hoàn toàn, tuyệt đối. Vậy cô sẽ chọn ý C. Ý D, cô với từ spark, nghĩa là tia lửa hoặc là tia sáng. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 19 là ý C. Câu này khó, đúng không ạ? Ở xong câu số 19, chuyện của cô sang câu số 20. Với câu số 20, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhờ sau câu số 19, chuyển qua sang câu 20 của chúng ta đi ạ. Được không ạ? Sau câu số 19, chuyển qua sang câu 20 của chúng ta. Với câu số 20, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, với câu số 20 thì câu này dễ rồi, đúng không? Với câu số 20, câu sẽ có như sau ấy. Để mà có thể keep up with, với những cái sự phát triển mới và những công nghệ mới, thì những con người hiện đại cần phải áp dụng cái việc học suốt đời. Vậy thì suy ra được, theo ngữ cảnh câu này suy ra được cái cụm từ keep up with, nghĩa là theo kịp. Vì nó sẽ bằng với gì? Yeah, cô có cụm từ come up with, nghĩa là nảy ra ý tưởng. Nảy ra ý tưởng gì? Nhá, ý B, cô có cụm từ get on with bằng cụm từ get along with, nghĩa là hòa hợp với, có mối quan hệ tốt với ai. Nhưng cô sẽ có từ face up with, nghĩa là đối mặt, đương đầu với. Vì đây cô với cụm từ catch up with, nghĩa là đuổi kịp, theo kịp. Vậy thì 20 mình dễ dàng chọn được câu này là ý D. Ok chưa? Sau câu số 20, chuyển cho cô sang câu số 21. Với câu số 21, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhớ sau câu số 20, chuyển cho cô sang câu 21 đi ạ. Thì với câu số 21, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, câu số 20 sau này. Với câu số 21 của cô sẽ là phần tìm từ trái nghĩa. Thì với câu số 21, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, tới câu 21 chưa ạ? Với cái câu số 21, cô sẽ có câu này như sau này. Câu số 21 thì như cô nhớ không nhầm thì câu này cô đã từng chữa cho các bạn ở trong cái chủ đề về trí tuệ nhân tạo rồi. Thì với câu số 21, cô sẽ có câu này như sau. Sẵn sàng chuyển cho cô sang câu số 21 chưa ạ? Với câu số 21, cô sẽ có câu bài dịch như sau này. Cô có từ the rapid. Rapid trong từ rapidly, từ đây là tính từ, nghĩa là nhanh chóng, đúng không ạ? Development là sự phát triển. Sự phát triển nhanh chóng của artificial intelligence, của trí tuệ nhân tạo, có thể replace, có thể thay thế cho con người trong công việc và khiến cho người ta. Vậy thì khi mà trí tuệ nhân tạo có thể thay thế cho con người trong công việc được thì nó sẽ khiến cho con người ta bị làm sao đấy ạ? Bị thất nghiệp nhá. Vậy thì mình sẽ suy ra cái từ unemployed là thất nghiệp. Vậy thì ngược với từ thất nghiệp sẽ là từ gì? Đó là có một công việc, đúng không ạ? Làm cho một công ty hay làm cho một người. Chứ ý B của cô là không có việc làm. Vậy thì ý B của cô sai rồi vì cô cần từ trái nghĩa. Thế vậy cô sẽ có ý C của cô là có đủ những cái kỹ năng và những cái khả năng cho ai đó để thuê bạn. Với D của cô đó là có đủ kỹ năng và có đủ. Vậy thì với câu số 21, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ?
Ngược với cái từ thất nghiệp không có việc làm sẽ là từ có việc làm. Vậy thì 21 cô sẽ phải chọn được câu này là ý A. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 21 chuyển cho cô sang câu số 22. Với câu số 22 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, sau câu số 21 chuyển cô sang câu 22 của chúng ta đi ạ. Với câu số 22 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, các bạn cố gắng qua 10 giờ mạng nhà cô sẽ ổn định hơn. Được không ạ? Rồi. Xong câu số 21 chuyển cô sang câu 22 đi ạ. Thì với câu số 22 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhớ câu số 22 các bạn chọn đáp án của là ý B à? Rồi, với câu số 22 cô có câu hỏi như sau. Đầu tiên dùng ngữ cảnh để đoán đã, đúng không ạ? My teacher, giáo viên của chúng tôi. Cô có cái cấu trúc như sau. Muốn dịch được thì ngoài từ vựng ra phải có cấu trúc. Cô cấu trúc đó là cấu trúc require somebody to do something. Nghĩa là yêu cầu ai đó, đòi hỏi ai đó làm gì. Giáo viên đòi hỏi chúng tôi phải báo cáo cái phải trình bày cái bài báo cáo về cái cuộc khảo về kết quả của cuộc khảo sát một cách rõ ràng để mà cô ấy có thể, đúng không ạ, nhìn thấy những cái luận điểm của chúng tôi một cách dễ dàng. Vậy cô sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ in black and white, nghĩa là rõ ràng. Vậy ngược với từ rõ ràng sẽ là từ gì? Nhận cô sẽ có như sau này. Cô có ý A của cô với từ đó là từ clear, nghĩa là clearly, nghĩa là rõ ràng. Bây giờ cô cần trái nghĩa cô nên cô sẽ không chọn ý A. Chờ ý D cô với từ obviously, nghĩa là rõ ràng, hiển nhiên. Vậy cô cũng sẽ không chọn ý D. Ý C cô với từ totally, nghĩa là hoàn toàn, cũng không chọn. Cô cần trái nghĩa, vậy thì bằng phương pháp loại trừ cô chọn được câu A là ý B. Ý B cô với từ ambiguous, nghĩa là mơ hồ, nhập nhằng, đúng không ạ? Rồi, xong câu số 22, chuyển cho cô sang câu số 23 của chúng ta đi ạ. Thì với câu số 23 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Sau câu đấy chuyển cho cô sang câu số 23. Bây giờ với phần câu 23 của cô là bài tập gì nhỉ? Với phần này câu 23 của cô nó sẽ là dạng bài tập đọc điền. Và với phần dạng bài tập đọc điền này thì các bạn sẽ xem cho cô như sau này. Các bạn sẽ nhìn cho cô vào đáp án trước nhá. Ổn hơn không ạ? Nào, các bạn nhìn cho cô vào đáp án này. Dạ, với cái phần đáp án này bạn sẽ nhìn cho cô vào đáp án trước nhé. Sau đó mình sẽ xác định xem là cái dạng câu là câu từ vựng hay dạng câu ngữ pháp để mình xét. Đầu tiên khi cô nhìn vào đáp án câu 23 cô sẽ thấy đó là ý A với từ coin, nghĩa là đồng xu. Chờ anh này cô là đồng xu này. Ok. Ý B ở cô với từ sympathy thì nghĩa là cảm thông. Nhờ ý B của cô nghĩa là cảm thông. Ý C của cô với từ mình nghĩa là phút. Nhờ phút giây. Thế còn ý D của cô với từ thọ nghĩa là suy nghĩ. Chờ ý D của cô là suy nghĩ nhá. Vậy đây sẽ là câu hỏi về từ vựng rồi. Thì với câu hỏi về từ vựng như này thì bạn sẽ chọn được câu số 23. Đáp án của câu này là ý gì? Được chưa? Thì với câu số 23 bây giờ sau khi em xác định được nghĩa của bốn anh như vậy thì em áp nó vào ngữ cảnh cái câu này cho cô. Đó. Bây giờ em sẽ phải dùng cái ngữ cảnh câu đấy để em chọn cho cô được đáp án của câu 23 là ý gì. Được chưa? Với câu số 23 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhận với câu số 23 cô sẽ có như sau này. Dịch cho cô câu ấy như sau, đó là dịch là lần tới khi mà bạn đang xem một cái bộ phim thì bạn sẽ nhìn thấy một trong những cái character, nhân vật chính, đúng không ạ? Run out, nhảy ra. Ở đây chúng ta sẽ có một cấu trúc, đó là cấu trúc see somebody doing something. Nhìn thấy ai đó đang làm cái gì. Bạn sẽ nhìn thấy nhân vật chính đang jump out. Chúng ta có cụm từ jump out of, nhảy ra khỏi máy bay, hoặc là ngã ngựa, hoặc là bị cuốn, hoặc là bị làm sao? Bị cuốn ra khỏi, bị rơi ra khỏi cửa sổ, đúng không ạ? Vậy lần tới khi bạn xem phim bạn sẽ thấy các nhân vật, đúng không ạ? Nhảy ra khỏi máy bay này, đúng không ạ? Hoặc là gì đấy, hoặc là ngã ngựa này, hoặc bị thổi qua cửa sổ này. Thì hãy nghĩ ngay đến diễn viên đóng thế. Vậy đây cô sẽ cần một từ nghĩ ngay tới. Ở đây căn cứ cho cô bằng cụm từ này. Thì cô sẽ có một cái cụm từ như sau. Và bạn chịu khó viết cái cụm từ đó cho cô. Và cô sẽ có cái cụm từ như sau. Đó là cái cụm từ spare. Chờ, gì đấy ạ? Thừa nhận cho cô cụm từ đó nhé. Cô sẽ có cụm từ đó, cụm từ spare talk. Chờ, có cụm từ là spare talk. Chờ, for somebody. Chờ, bằng cụm từ think about somebody who is a bad situation. Chờ, cô có cụm từ là spare a talk for somebody bằng cụm từ think about somebody who is in a bad situation.
Nghĩa là gì? Nghĩ đến ai đó. Nghĩ đến ngay đến, nghĩ nhanh ngay đến ai đó. Vậy theo cái cụm như vậy thì cô sẽ chọn được câu 23 là ý D. Sao chưa xong chưa? Câu 23 là ý D nhá. Câu này là câu với cụm rồi thì có thể là sẽ có nhiều bạn không biết thì bạn có thể hoàn toàn sai câu này là rất bình thường. Không có vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Xong câu số 23, chuyển cho cô sang câu số 24. Với câu số 24, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Rồi, sau câu số 23, chuyển cô sang câu 24 này. Với câu số 24, lại xét cho cô 4 đáp án. Cô có như sau. Ở câu số 24, cô có ear với từ cô là vàng. Chứ cô có từ class là lớp, đúng không ạ? Tầng lớp, giai cấp. Cô có ear với từ national, nghĩa là thuộc quốc gia. Với D với từ level là mức độ. Vậy thì với câu số 24, lại là một câu về từ vựng nữa. Chờ thì bạn sẽ xem cho cô phần sau. Nhờ bạn sẽ xem cho cô phần sau nhé. Với câu số 24, nhờ bạn dùng ngữ cảnh câu này, bạn xem là với câu này mình sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì. Thì cô sẽ có như sau, a stunt. Chờ đọc cho cô từ đây trở đi đúng không ạ? Thì cô sẽ có, với câu này của cô sẽ làm xem nào. Này cô sẽ có a stunt artist. Một diễn viên đóng thuế cần phải combine, có sự kết hợp của những kỹ năng của một diễn viên với cái khả năng về thể chất của gì ạ? Với cái khả năng về thể chất của một vận động viên hạng nhất. Vì thì một vận động viên hạng nhất thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 24. Cô sẽ không thể chọn với từ nghĩa là vàng được, đúng không ạ? Sẽ không chọn với nghĩa là vàng được. Và cô sẽ cũng không chọn với nghĩa là mức độ được, vì cô sẽ dùng với từ class. Chứ class của chúng ta ghép với từ athlete. Có từ first nữa. Cả cái cụm từ này của cô sẽ xét như sau này. Cả cái cụm từ của cô sẽ có như sau, từ first là đầu tiên rồi, đúng không ạ? Và cô sẽ có từ first đấy ghép với từ class thành là hạng nhất nhá. Vì dịch lại câu này như sau, một diễn viên đóng thuế cần phải có sự kết hợp của kỹ năng diễn xuất này với cái khả năng về về thể lực, đúng không ạ? Của một vận động viên hạng nhất, tức là phải là người rất là khỏe. Vậy thì với câu số 24, cô sẽ chọn được câu này là ý B. Sao chưa xong chưa? Rồi, xong câu số 24, chuyển cô sang câu số 25 đi ạ. Với câu số 25, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Xong câu số 24, chuyển cô sang câu số 25 của chúng ta nhé. Với câu số 25, em nhìn cho cô này, cô lại có 4 đáp án. Ý A, cô có từ feature, nghĩa là đặc điểm. Nhưng mà cô sẽ có ý B, cô với từ nature, nghĩa là với từ nature nghĩa là bản chất tự nhiên. Ý C, cô với từ aspect, nghĩa là khía cạnh. Vậy đề cô với từ type nghĩa là kiểu thể loại. Vậy thì với câu số 25 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Có bạn nào đang xem của cô mà mạng ổn không ạ? Hôm nay cô thấy các bạn kêu rất là nhiều vấn đề mạng ạ. Ok, có bạn nào xem câu này của cô mà mạng ổn không ạ? Cô thấy các bạn kêu rất là nhiều về câu này ạ. Có bạn nào đang xem cái chương trình của cô mà mạng ổn không ạ? Tại vì cô thấy các bạn kêu rất là nhiều về mạng không ổn. Là thành ra mà khi cô ngó cái phần bình luận của các bạn thì cô chỉ thấy các bạn kêu mạng thôi, nên cô cảm thấy nó rất là bị phân tán ạ. Đúng không ạ? Rồi, cô sẽ có này. Với câu số 10, câu số 25 của chúng ta nhá. Thì khi mà cô xác định nghĩa của cái câu đấy như vậy, thì bạn sẽ áp nó vào cái câu 25 của cô như sau. Đây rồi, nó có sẵn câu 25 rồi. However, tuy nhiên, đúng không ạ? Bởi vì cái đặc thù nghề nghiệp nên là những diễn viên đóng thuế thường có xu hướng nghỉ hưu rất là sớm. Cô có cấu trúc, đó là cấu trúc tend to do something, có xu hướng làm gì? Vậy thì kia sau này, tuy nhiên theo như, đúng không ạ? Bởi vì cái bản chất, đúng không ạ? Cái bản chất về nghề nghiệp, cái đặc trưng về nghề nghiệp. Vậy thì với câu này của cô sẽ có như sau. Cô sẽ dùng từ, đó là từ nature of the profession. Trợ dịch là đặc thù nghề nghiệp. Đấy là một cụm nhá. Đó là đặc thù nghề nghiệp. Vậy thì câu số 25 cô chọn được câu này là ý D. Xong chưa? Xong câu số 25 chuyển qua sang câu 26 với câu về giới từ. Với câu về giới từ thì xem cho cô cái anh take. Anh có thể ghép được với gì? Cô có thể ghép từ take với từ over, nghĩa là tiếp quản hoặc chiếm đoạt. Có thể ghép từ taking nghĩa là hiểu hoặc lừa gạt. Có thể ghép từ take nghĩa là bắt đầu một thói quen, bắt đầu một sở thích. Có thể ghép từ take với cả từ out nữa. Vậy thì với câu số 26 mình lại phải xem nghĩa của câu này là gì? Thì câu sẽ có như sau. Điều đó có nghĩa rằng, đúng không ạ? Điều đó có nghĩa rằng là những cái người biểu diễn mới đó
Đúng không? Những cái sau này gì cả? Điều đó có nghĩa rằng là những cái diễn viên mới phải được tuyển dụng, đúng không ạ? Hoặc là sẽ không có ai để mà đảm nhận khi mà cái thế hệ hiện tại bỏ việc hết, nghỉ việc hết cả. Vậy thì cô sẽ cần một từ nghĩa là đảm nhận tiếp quản, thì cô sẽ chọn được 26 là ý A. Xong chưa, xong chưa? Câu số 26 là ý A. Xong chưa, xong chưa? Sau câu 26 chuyển cô sang câu 27. Với câu 27 của cô là câu kiến thức về đại từ quan hệ, thì cô sẽ có như sau này. Căn cứ cho cô bằng giới từ for, người ta chỉ đặt giới từ trước hai đại từ quan hệ trong tiếng Anh, đó là whom và which. Vậy thì ở vị trí này của cô sẽ không thể dùng who được, bỏ ý A, không dùng them được, chỉ có whom hay là which thôi, đúng không ạ? Có whom hay là which thôi, thì cô sẽ có như sau này. Với câu này em muốn thay cho cái từ gì, muốn biết là đại từ quan hệ thay cái từ gì, thì em phải dựa vào cho cô từ sau, dựa vào cho cô từ actor là diễn viên này. Vậy diễn viên là danh từ chỉ người, vậy nếu thay thế danh từ chỉ người thì em sẽ yên tâm chọn được câu số 27 là ý B. Đó không ạ? Xong câu số 27 chuyển cho cô sang câu số 28. 27 ý B, nhất trí chưa? Rồi xong câu số 27 chuyển cho cô sang câu 28, cô chuyển sang Trang nhé. Trở với câu số 28. 28 của cô sẽ là phần sửa lỗi sai. Nhận nào, xem cho cô với câu 28 của chúng ta. Với câu số 28, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, nào. Với câu số 28 của cô với phần sửa lỗi sai, thì với câu số 28, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 28, cô sẽ có như sau này. Với câu 28, bạn nhớ cho cô là trong cái cuốn bộ đề này, cái phần sửa lỗi sai bao giờ cô cũng sắp xếp kiến thức nó rất là chuẩn. Ở sau sẽ có một câu là sai về cách dùng từ và hai câu sai về ngữ pháp. Thì cô sẽ có như sau này. Từ này sẽ không dịch là cánh đồng mà dịch là cái lĩnh vực, đúng không? Cái lĩnh vực của nghiên cứu, research là nghiên cứu. Lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo được thành lập. Đó. Từ đàn gì ạ? Cái rồi gì là cái lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đã được lập ra tại cái một cái hội thảo. Cái hội thảo đấy lại được tổ chức ở trong khuôn viên của trường đại học này trong suốt mùa hè năm 1956. Vậy cô sẽ có như sau, cô ấy nó sẽ có rất nhiều động từ này, rất nhiều cụm này. Cái lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo được lập ra ở trong cái hội thảo. Cái hội thảo được tổ chức, vậy cái động từ này của cô chính là động từ rút gọn này, đúng không ạ? Vậy chỗ này là động từ chính của câu nhá. Thì bạn nhớ cho cô như sau, cái câu này cô đã từng chữa rất rất là nhiều lần rồi, đúng không ạ? Cô có từ find chuyển sang quá khứ là found, chuyển sang phân từ là found, và động từ này nghĩa là tìm. Cô có từ tiếp theo là từ found, chuyển sang quá khứ là found, và chuyển sang phân từ là found, nghĩa là thành lập. Vì thì cái nghiên cứu này, đúng không ạ? Cái nghiên cứu về lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo này được thành lập. Vì thì ý B của cô sai. Sửa cho cô từ đấy thành từ found, thành lập. Ok chưa? Rồi, xong câu số 28, chuyển cho cô sang câu số 29. Nào, với câu số 29 của cô bài sai ở đâu ạ? Ok, xong câu số 28 chuyển cô sang câu 29 đi ạ. Thì với câu số 29, câu này của mình sẽ sai ở đâu ạ? Ok, xong câu số 28 chuyển cô sang câu 29 ạ. Thì với câu số 29, bạn xem cho cô câu này sai ở đâu ạ? Nhờ, với câu số 29, cô cho anh sẽ phân tích cái câu này như sau nhé. Cô sẽ có như sau này. A recent report, một cái báo cáo gần đây. Một cái báo gần đây về cái thần kinh học đã chỉ ra rằng nhờ. Nhờ, cô sẽ có là một cái báo cáo và gần đây về thần kinh học đã chỉ ra rằng này. Trong khi cái hoạt động nhận thức đấy, đúng không ạ? Không thể thay đổi được cái cơ chế sinh học của cái bệnh Alzheimer đấy. Alzheimer đấy, nhưng mà làm sao cái hoạt động học đấy có thể giúp trì hoãn cái triệu chứng của nó, đúng không ạ? Và giúp làm sao đấy ạ, và giúp có thể duy trì được chất lượng của cuộc sống. Câu này cô là một câu mà các bạn ấy thắc mắc rất là nhiều này, thì với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì nhỉ? Cô sẽ có như sau này. Một cái nghiên cứu về thần kinh học đã chỉ ra rằng, và ý ai của cô đúng, trong khi cái hoạt động nhận thức của cô ạ, trong khi cái hoạt động nhận thức đấy không thể thay đổi được cái sinh học, đúng không ạ? Cái của cái căn bệnh Alzheimer này, nó là cái bệnh mà bị mất trí nhớ này. Nhưng mà cái hoạt động học đấy có thể giúp làm trì hoãn. Chợ, cái hoạt động học này có thể giúp làm trì hoãn cái triệu chứng của nó. Và
cái việc mà đúng không, nó giúp làm sao trì hoãn cái triệu chứng của nó đấy, thì từ cái việc mà giúp làm trì hoãn triệu chứng đấy thì sẽ đúng không, sẽ dẫn tới cái việc làm sao đảm bảo được chất lượng của cuộc sống. Vậy thì với câu số 29 của cô nhá, câu này sẽ sai ở ý D. Lý do này, có rất nhiều bạn nhầm rằng là cái động từ preserve nó sẽ tương đương với cái động từ help, không phải, đúng không? Cái hoạt động học này giúp làm trì hoãn cái triệu chứng của bệnh mất trí nhớ này, và nếu như làm được điều đó thì sẽ đảm bảo được chất lượng của cuộc sống. Vậy đây sẽ chính là cái mà cái động từ này sẽ là, nó sẽ là cái mệnh đề này, nó sẽ là giải thích cho cả một cái mệnh đề đằng trước ấy cơ, đúng không? Vậy cái điều đó là gì, là cái việc học suốt đời đấy đúng không, mà có thể làm giảm, làm trì hoãn được cái quá trình mất trí nhớ đấy. Nếu làm được điều đó thì sẽ giúp bảo đảm được chất lượng của cuộc sống. Vậy thì câu này cô sẽ là ý D sai. Sửa cho cô từ đấy thành từ preserve. Ok chưa? Rồi, xong câu số 29, chuyển cô sang câu số 30. Với câu số 30, bạn sẽ xem cho cô câu này như sau này. Câu số 30 dịch là: rất là nhiều những quốc gia đã bảo vệ những cái loài endangered species, những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bằng cách cấm săn bắt, đúng không? Hạn chế phát triển đất nông nghiệp và, ôi câu này dễ quá, khi có từ and hai vế cân nhau, khi có từ and hai vế cân nhau nhé, thì cô sẽ có từ forbidding đóng vai trò là verb này, creating đóng vai trò là verb rồi. Vậy thì ý C của cô sai, cô phải đổi cho cô thành verb in được không ạ? Đổi cho cô thành verb in được không ạ? Nên là câu 30 của cô sẽ là ý C sai. Ok chưa? Rồi, xong rồi bạn sẽ chuyển cho cô sang dạng bài tập sau. Cô sẽ chữa tiếp từ câu số 44 trở đi nhé. Trở với câu 44, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhờ chuyển cho cô sang với câu 44 của chúng ta đi ạ. Thì với câu số 44 là dạng bài tập câu đồng nghĩa. Với câu 44, bạn nhìn thoáng qua cho cô, bạn sẽ thấy được là câu này sẽ là câu tường thuật. Ok. Câu này sẽ là thuộc kiến thức về câu tường thuật này. Thì với kiến thức về câu tường thuật thì cô sẽ có như sau. Đúng không ạ? Với câu này thuộc kiến thức về câu tường thuật thì cô sẽ có như sau này. My father, bố của tôi, doesn't work in the factory anymore. Bố tôi không làm việc ở trong nhà máy nữa. Vậy câu này cô kể lại thôi. Vậy là sao? Bên đang nói rằng bố của cô ấy không còn làm việc ở trong nhà máy nữa. Như ý B của cô là cô ấy ước rằng bố không làm việc trong nhà máy, ý B sai. Câu này chỉ là câu kể lại thôi. Thế này, cô ấy hy vọng rằng bố cô ta đã từng làm việc trong nhà máy, C sai. Cô ấy phủ nhận rằng, vậy thì câu 44 câu ấy rất là dễ rồi, mình chọn ý A, câu ý A hợp lý thôi. Giờ cô ấy nói rằng bố cô ấy không còn làm việc ở trong nhà máy nữa, câu này quá dễ rồi. Xong chưa, xong chưa? Rồi, xong câu số 44, chuyển cho cô sang câu số 45 của chúng ta. Nhờ em nhớ cho cô là sau mỗi một đề nó có cái phần cấu trúc ngữ pháp này. Thì em nhớ là em chịu khó học hết cái phần cấu trúc ngữ pháp này giúp cô. Xong câu số 44, chuyển cho cô sang câu 45 này. Nếu như câu 44 là câu thuộc kiến thức về phần câu tường thuật thì câu số 45 của cô, câu 45 chính là cái dạng đề thi của 2018 này. Nhớ nó sao ạ? Anh ta đến thăm London 3 năm trước. Nhớ nhớ này. Trong này cô có cái cấu trúc như sau. Tức là cấu trúc với somebody something. Đến thăm ai hoặc đến thăm cái gì? Nó sẽ bằng cấu trúc như sau. Là bằng cấu trúc pay somebody a visit. Chợ bằng cấu trúc pay somebody something a visit. Bằng cấu trúc đó là cấu trúc pay a visit to somebody something nhé. Nhớ mấy cái cấu trúc này lưu ý cho cô này. Vậy anh ta đến thăm London 3 năm trước nhá. Rồi, anh ta đến thăm London 3 năm trước, vậy có nghĩa là anh ta đã không đến London được 3 năm rồi. Thì 45 cô chọn được câu này là ý A, rất là dễ rồi nhá. Câu 45 ý B tại sao sai? Có for thì phải dùng hiện tại hoàn thành. Chờ chúng ta sẽ có là anh ta không đến London 3 năm trước thì cô phải sai về nghĩa, đúng không ạ? Chờ anh ta đã ở London được 3 năm rồi, sai về nghĩa. Vậy thì 4 năm của mình chỉ có mỗi ý A mà thôi. Chỗ này dễ, cô Trang Anh chữa nhanh nhé. Chờ sau câu số 45 chuyển cho cô sang câu số 46. Thực ra thì không phải là cái sách trong cuốn 35 bộ đề này của cô là dễ hơn tài liệu trong nhóm kín đâu. Chờ bởi vì là ở trong nhóm kín ấy, do cái định hướng học thôi. Ví dụ giai đoạn này chẳng hạn thì với những bạn học sinh nhóm kín thì cô Trang Anh có một cái, tức là một cái định hướng, cái hướng của cô là cô cho các bạn giải là tổng cộng là 72 đề trong giai đoạn này, đúng không? 72 đề của nhóm kín đấy là trong giai đoạn này là phủ khắp kiến thức, tức là cái gì các bạn cũng học hết, chưa tủ cái gì cả. Nên là bạn thấy là cái form đề đôi khi nó không chuẩn, nên là nó sẽ có thể nó sẽ tập trung nhiều về phần từ vựng này, đúng không? Tập trung nhiều về đọc hiểu.
Đấy, ví dụ như nhóm 9 cộng thì bài đọc rất là khó đúng không ạ? Thế nhưng bởi vì tuần được cái giai đoạn này là cô mới đang ôn rộng cho bạn thôi. Thế còn nếu như cái giai đoạn mà tầm cuối, giai đoạn cuối mà các bạn chuyển vào tủ sâu ấy, thì lúc đấy thì các bạn sẽ thấy là đề nó rất là chuẩn form, thì bạn sẽ thấy là đề nó không khó đúng không ạ? Nó sẽ có phần khó, có phần dễ chứ nó không khó hết như bây giờ nhé. Rồi cô sẽ có với câu số 46 quay lại cho cô này. Câu 46 gì ạ? Nếu như ai đó hiểu được lý thuyết này thì họ hẳn phải là thông minh hơn tôi. Vậy thì với câu này cô sẽ là câu thuộc kiến thức về so sánh này. Có ai đó mà thông minh hơn tôi đúng không ạ? Vì họ hiểu được cái lý thuyết này. Nào 46 các bạn chọn được đáp án, cô ấy là ý gì? Trợ với câu số 46. Các bạn ấy đa phần chọn được câu 46 là ý D à? Nói chung là cái kiểu câu này nhé, nếu mà mình không có cái ý tưởng là mình sẽ làm kiểu gì cả thì mình cứ dịch an toàn từng đáp án một cho cô. Ý B là có một số người người mà hiểu được cái lý thuyết này hẳn là thông minh hơn tôi. Và dịch là có ai đó thôi chứ một số người thì không phải. B sai rồi. Không ai mà thông minh hơn tôi, đúng không ạ? Hiểu được lý thuyết này, ý C sai. Và dịch là bất cứ ai mà hiểu được cái lý thuyết này thì đều phải là thông minh hơn tôi. 46 chọn D. Ok. Xong câu số 46 chuyển cho cô sang câu 47. Với câu 47 của cô là phần về tiếng Anh giao tiếp. Cô sẽ có như sau. Được chưa? Dạ, với câu số 47 cô sẽ có là hai người bạn gặp nhau vào ngày đầu tiên tới trường giống chúng ta hôm nay này, đúng không ạ? À, ê John, đúng không ạ? Tôi không biết là bạn lại làm sao. Ê John, tôi không biết là cậu cũng học ở trường này đấy. Thế là bạn kia bạn bảo sao ạ? Chúng ta sẽ có là It's good to see you. Thật là vui để gặp bạn. Thật là vui để gặp bạn. Vậy thì câu 47 này mình chọn đáp án là ý gì ạ? Câu 47 này chắc chắn là đằng sau nó bảo là thật là tốt để gặp bạn đây, mà bây giờ lại có là ồ thật là vui để gặp bạn đây, thì hai cái ý nghĩ này nó trùng nhau rồi nên 47 cô sẽ không chọn ý A nhá. Thì cô sẽ có là yes, trùng lập quá nhỉ, trùng hợp quá đúng không ạ? Thì cô sẽ có cái cấu trúc của cô, đó là người ta dùng what cộng với an cộng với tính từ có cũng được không có cũng được, nhưng nó cộng với danh từ. Chứ là câu này là cấu trúc cô cảm thán thật là trùng hợp quá nhá. Thì ý C của cô là cuộc sống mà đúng không ạ? Ý D của cô là sao? Every now and then, nhỡ thi thoảng, nhỡ thỉnh thoảng thôi. Vì với câu số 47 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chợ hai mười bạn hai mười hai mười bạn hai người bạn gặp nhau ở trường. Hay rồi, tôi không nghĩ à, tôi không biết là cậu cũng học ở trường ấy đấy. Thì bạn kia vẫn bảo rằng ồ trùng hợp quá, nhỡ thật rất là vui để gặp bạn ở đây. Vậy 47 chọn B nhá. Sau câu 47 chuyển cô sang câu 48. Câu 48 dịch là cái cô tên là Jonah này, cô ấy sẽ đến thăm sân đúng không ạ? Sẽ mời đúng không ạ? Cô có cấu trúc ở đây là cấu trúc invite somebody to do something, mời ai đó làm gì. Cái cô này đã mời cái anh này đã mời cái cô này đi đi hẹn hò đúng không ạ? Đi ra ngoài đi chơi. Thì cái cô hôm nay cô sẽ nói như sau này, would you like. Nhớ là trong văn phong giao tiếp người ta dùng cấu trúc would you like, mời lịch sự. Bạn có muốn đi ra ngoài ăn tối không? Mình sẽ đi đâu đó ăn tối đi. Vậy thì khi mà được mời như vậy mình sẽ trả lời như sau. Really? Thật á? I love to. Mình thích lắm. Vậy thì với câu số 48 chúng ta sẽ chọn được câu này là ý A. Đúng ạ. Câu này kiểu như mà khi người ta đã mời em là would you like thì kể cả thích hay không thích em vẫn phải trả lời bằng I'd love to hoặc I'd like to. Chợ, nếu như em không thích thì đằng sau sẽ là I'd love to but. Đúng ạ. Mình thích lắm nhưng mà làm sao đấy. Rồi sau câu số 48 chuyển cô sang câu 49. Hiểu cô còn câu 49 và câu 50 đấy là xong. Thì với câu số 49 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nói chung là phần tiếng Anh giao tiếp rất là dễ. Nên là bạn nhớ cho cô là cái phần đấy là phần mà các bạn không bao giờ được mất điểm cả. Chợ với câu số 49 là câu về phần kết hợp câu này. An không thể sử dụng cái văn phòng của cô ta tuần này. Chợ bởi vì là sao? Người thợ sơn đang làm việc ở đó. Vậy thì xem cho cô mối liên hệ giữa câu này. Cô sẽ có từ because là bởi vì. Chợ because là bởi vì. Như vậy cô sẽ có là An không làm việc ở văn phòng bởi vì thợ sơn đang làm việc ở đó. Vậy bây giờ cô là An không thể sử dụng văn phòng tuần này bởi vì văn phòng của cô ta đang được sơn. Thì 49 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Được chưa? Ok. Bạn bạn Ngô Kim Oanh bảo rằng là muốn mời anh đi ăn tối nhưng lại sợ thành bữa tối của anh à. Ok. Với câu số 49 cô sẽ có như sau này. Ý sẽ là cái người thợ sơn mà đang làm việc ở trong văn phòng của An đấy thì hẹn hò đúng không ạ? Chúng ta có cấu trúc là ask.
Cô sẽ cấu trúc là ask somebody out, nghĩa là mời ai đó đi ra ngoài, đi ăn, đi hẹn hò. Như vậy thì ý C của cô không đúng rồi. Người thợ sơn đang sử dụng văn phòng của An vì vì họ đang làm việc ở đó. Ý D cũng không phải rồi. Vậy 49 của cô chỉ còn là A và B thôi. A B cô sẽ gọi là An không đang làm việc ở đó. Hay như ở câu này thì An không thể sử dụng văn phòng của mình được. Vậy thì ý B của cô sát nghĩa hơn. Chờ xong câu số 49, chuyện cô sang câu số 50. Các bạn có nghe thấy tiếng gà nhà cô chưa? Đấy. Xong câu số 49, chuyện cô sang câu số 50 của chúng ta. Ok. Gà đã gáy rồi, bạn Nguyễn Thị Thu Thủy của cô đâu? Bạn Nguyễn Huy Hoàng. Chờ hôm nay cô lại thấy có mỗi Nguyễn Huy Hoàng ở đây thôi, còn Nguyễn Thu Thủy không thấy đâu cả. Chờ chúng ta sẽ có này. Với câu số 50, người ta dùng như rồi. So many animals in danger. Chúng ta cụm từ in danger, có nguy cơ bị extinction, tuyệt chủng. Rất là nhiều loài động vật đang bị tuyệt chủng. Sau đó thì đã có một danh sách những cái loài đấy, đúng không? Được lưu ở trong cuốn sách đỏ. Vậy thì với câu số 50, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Được không ạ? Câu số 50 chúng ta sẽ có là để mà giữ cho nhiều loài động vật khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng thì một danh sách đã được lập ra trong cuốn sách đỏ. Được không ạ? Rồi, tiếp này chúng ta sẽ có ý B của câu hỏi sao? Có quá nhiều loài động vật bây giờ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Đến nỗi mà, đúng không ạ? Một danh sách đỏ, một danh sách đã được lập ra. Ý C của cô là nhiều loài động vật bây giờ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Vì vậy mà một danh sách đã được lập ra. Ý D của cô là có quá nhiều loài động vật bây giờ đang tuyệt chủng. Chờ S to, không, người ta không dùng S to cộng verb như này. Ít nhất là mình phải dùng là sau S to cộng verb. Thì chắc chắn là ý D của cô đã sai chắc rồi đã. Đó ạ. Vậy thì với câu này bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Đó ạ. Câu số 50 cô bây giờ cô bỏ được ý D rồi, bây giờ còn chỉ còn ý A, ý B và ý C thôi. Thì là để giữ cho nhiều loài khỏi bị tuyệt chủng thì một danh sách được lập ra. Nhưng mà ở cái ngữ cảnh câu này rồi cả, có quá nhiều loài đang đối mặt với cái sự tuyệt chủng rồi, rồi người ta mới lập một danh sách, đúng không ạ? Nên là ý A của cô mà dùng to verb là điều ấy chưa xảy ra, người ta đã làm rồi cơ, nên ý A sai. Thì cô sẽ có ý B là có quá nhiều loài sắp đối mặt với sự tuyệt chủng đến mức mà. Vậy thì với câu số 50 cô chọn ý B của cô hợp lý nhất. Nhá, ý B là vì nó xảy ra rồi nên người ta mới làm. Ý C của cô là nhiều loài động vật đang đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, vì vậy một danh sách được đưa ra. Với ý B của cô khi nó có sẵn từ sau này dùng cái cấu trúc là so many that này, nghe nó hay hơn. Nhớ không ạ? Ok, các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong đề số 10 rồi. Bây giờ còn 5 phút thì không kịp chuyển sang đề số 11, nên là bạn nhớ cho cô là cô tạm thời dừng buổi học ở đây. Các bạn nhớ là chịu khó học thuộc cho cô cái đống cấu trúc này với số từ vựng có liên quan nữa nhé. Thứ năm tuần này cô Trang Anh sẽ chữa trọn vẹn đề số 11 cho các bạn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình trưa mai. Trưa mai cô Trang Anh sẽ chữa phần collocation ở trong cuốn sách 2000 collocation. Tạm biệt các bạn.